cảm ơn ông. Tham gia vào đúng giả để bài phát biểu của ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian cũng như là công việc ta ngày làm việc để tham gia để chương trình của chúng ta ngày chuyên sâu của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì ba ngày của chúng ta sẽ nội dung các bạn được truyền tải nội dung các bạn được học là ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua về vấn đề lý thuyết và chúng ta sẽ hành trên một mẫu. Và ngày thứ hai thì chương trình học của chúng ta sẽ là kỹ thuật chuyên sâu về cắt tổng với kỹ thuật chúng ta lên chụp những cái vấn đề chúng ta giải quyết tất cả những vấn đề chúng ta trong sàng lọc. Và ngày thứ ba thì tôi sẽ tuyển mẫu về cho các bạn làm và các bạn sẽ trải thực hành trên mẫu và các bạn sẽ thao tác những hai ngày học. Thì để trước khi vào chương trình thì muốn xin phép được giới thiệu qua một chút về bản thân. Thì muốn tên đầy đủ tên là Trương Mạnh Tuấn và sinh năm 1988, sinh ra làm viên tại Hà Nội và sở thích là đam mê về bộ môn luật. Thì trước đây thì cái hồi học cấp 2 thì tôi đã có một cái niềm đam mê về tác phẩm, cũng như là có một niềm đam mê sản xuất đấy rồi. Và đến khi học xong cấp 2 và cái con đường mà rồi thì bây giờ chúng ta muốn một cái tác hoặc chúng ta cắt một cái bài tác muốn đẹp ấy, thì chúng ta phải hiểu cái tỷ lệ học rõ trước và làm sao đường chia của chúng ta chuẩn chưa. Thì trong cái khoa này thì Quân giới thiệu với các bạn là gì, Quân sẽ chia sẻ qua một số vấn đề bài cắt về thiết kế và sẽ không liên quan đến vấn đề cơ bản và phá vỡ tất cả quy tắc của cơ bản. Có nghĩa cơ bản là gì ạ? Đường cắt chúng ta sử dụng bốn sen hoặc là sẽ sử dụng kỹ thuật cắt bốn sen nó ra hình gì ạ? Hình vuông. Còn nếu chúng ta sử dụng đường cắt hai sen nó sẽ ra hình gì ạ? Vòng tròn. Và trên đầu của chúng ta có các điểm như sau: một là điểm trên tay, điểm trên tay. Hai là điểm gì ạ? Trung tâm. Ba là điểm đỉnh. Bốn là điểm vàng. Năm là điểm xó. Sáu là điểm giữa gáy. Bảy là điểm trước trán. Tám là điểm cao vai. Chín là điểm mai. Mười là điểm sau tai. Và 11 là điểm gáy. 12 thì lối giữa điểm trung tâm và đỉnh. 13 lối giữa điểm gì ạ? Đỉnh và điểm vàng. 14 lối giữa điểm vàng và điểm xó. 15 lối giữa điểm xó và điểm gì ạ? Điểm gáy. Thì trong quy tắc cắt tóc của chúng ta thì cũng như các bạn đi ra Hà Nội, các bạn phải biết được điểm nào để chúng ta đến và đi tiếp đến điểm nào, đúng không? Thì trong cái hộp sổ của khách hàng các bạn phải chia ra các điểm và đường chia phải gì ạ? Phải gọn gàng sạch sẽ và gì ạ? Phải sắc nét. Thì lúc đó chúng ta cắt chỉ gọn gàng cắt theo đường và theo điểm. Thì đối với tóc như này thì có yêu cầu là gì? Một người mẫu tóc là dài, tại vì bài này nó liên quan đến bài thiết kế và xu hướng năm nay. Thì thông thường thì các bạn thấy là gì ạ? Năm nay xu hướng của khách hàng và người thợ tóc thì đi theo xu hướng gì ạ? Uốn chữ C và tầng gì ạ? Tầng cao và bay. Và theo nguyên lý nếu ví dụ chúng ta đang sử dụng kỹ thuật vào cắt tóc cho khách hàng vuông điểm vàng, còn chu đằng sau thì chúng ta đặt một vật thể lên bề mặt vật nào cao, điểm nào cao nhất của đỉnh đầu chúng ta gọi là điểm đỉnh, và một vật thể vị trí cao nhất của điểm 6 đằng sau và xéo 45 độ thì chúng ta lấy được cái điểm số 4 là điểm vàng. Và từ điểm số 4 chúng ta chia một đường cong nhẹ 4 cm và đi cong về phía điểm trước trán số 7. Hai bên như nhau thì chúng ta chia được ra phần chu tiêu chuẩn. Và khoảng cách từ điểm vàng xuống cái điểm giữa gáy là khoảng cách 16 cm. Nên tại sao 16 cm thì đường cắt của các bạn phải hạn chế, có nghĩa là chúng ta chỉ cắt được 4 cm dừng lại, có nghĩa là không cắt lên được quá 5 cm. Các bạn có hiểu không? Đấy là cái cắt cơ bản và cắt trường phái Vira Sơn Sơn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái bài nó phá vỡ liên kết, có nghĩa là nó phá vỡ cái quy tắc của cơ bản, nó sẽ đi theo một cái hình thức thiết kế. Thì đối với đầu của khách hàng đúng không ạ, thì tay thì các bạn chia phần u tiêu chuẩn thì tôi sẽ gói gọn phần chia chữ u sẽ diện sẽ nhỏ hơn. Ví dụ các chúng ta đang chia phần chữ u từ điểm đỉnh của lông mày điểm cao nhất đúng không, thì chúng ta sẽ chia từ điểm giữa của lông mày để chúng ta lấy một cái phần chữ U nhỏ ở phần trên diện trên đỉnh của khách hàng. Chính phần này là chính phần diện, phần di động là phần tạo điểm bay cho cái mái tóc. Còn ví dụ các bạn muốn ở dưới này còn tạo độ bay không ạ? Dưới này là viền lề đúng không ạ? Viền lề nó chỉ là nó xây dựng cái dáng và trên này nó xây dựng cái diện độ bay, nó không có trọng lượng đúng không ạ? Chúng ta chia được một đường xéo. Đây gọi là đường chia xéo cắt ngang, nó sẽ tạo được mềm hơn.
đi một tí thôi. Khi chúng ta nhìn thấy điểm chuẩn bắt đầu chúng ta chỉnh kéo thì lúc này ví dụ các bạn cắt ngang thì muốn ra cái phần tầm trên, cái phần đỉnh này sẽ bị gì ạ? Bị lặng thì chúng ta sẽ sử dụng đường kéo bao nhiêu? 45 độ xé ngoài, đây là điểm chuẩn và bắt đầu xé ngoài qua nhiều ạ. Và chia phần mái ra trước. Khó đúng không ạ? Để một lát nữa chúng ta làm qua. Nó sẽ tóc một bit thôi. Kia đây ở đây có máy làm nhé. Có anh cần. Hai anh cần đi rồi không? Rồi tóc trung bình thì thuốc chúng ta sẽ sử dụng như nào? Hồi sáng khoảng vừa. Bao nhiêu phần trăm thuốc, bao nhiêu phần trăm dương, và là độ pH và là bao nhiêu? Cho cái cuối đây không ơi. Tóc làm cần xử lý chân tóc thì chúng ta vào thuốc sát chân, còn tóc làm không cần xử lý chúng ta không cần phải vào thuốc sát chân. Các bạn có hiểu không? Không tóc làm các bạn cứ tưởng sát chân thì nó sẽ không hợp lý, tại vì tóc thẳng thì chúng ta không cần thiết phải vào sát chân. Có thêm thuốc số 1 vào chưa? Chưa mấy bạn chăm. Có thêm thuốc số 1 vào bên này ở chỗ.
Anh ơi, có lửa không cho. Rồi, đồ chơi ngang này. Em ơi, còn đây nữa. Giữ đây. Các bạn nào quay. Rồi, các bạn lưu ý nha. Cái giấy đây. Ở dưới nhìn thấy không? Em rồi em giới thiệu rộng rộng thì lấy đầu 24 lô 25 thì chúng ta còn lại 8 đi 8 xe em chỉ bây giờ một vòng dưới nó là bao. Các bạn nhìn thấy chữ V chưa? Lưu rắn này. Lưu rắn. Thường thường bay vào chỗ nào đẹp nhất rồi? Vị trí bờ môi. Môi ạ. Em cắt tầm khoảng cách cầm khoảng 5 cm thì bắt đầu em muốn co lên nó bay đúng vào bờ môi là ok nhất. Tây Huy ở chỗ nào đẹp nhất thì cho vào. Hả? Tây Huy ví dụ tóc dài. Tóc này mình có chụp trước và sau khi làm không nhỉ? Có bạn nào chụp trước không? Em để ở trên mạng người ta ấy sóng bay là người ta cứ ở 90 độ trên rồi. 90 đấy em muốn lạnh với em tạo kiểu. Là tạo kiểu là mình có nhiều. Thì chạy 200 khách. Rồi bây giờ nước vào. Rồi. Nước vào nhiều chỗ quá. Cái này em ơi. Cái này thiếu. Đúng rồi. Thiếu. Chạy sau. Ok rồi. Nổi vào. Rồi bây giờ em đứng lên. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stand through, it's true, baby, let the light shine through.